Thưa quý vị và các bạn, ngoài cập nhật những thông tin thời sự nóng nhất, mới nhất, kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên còn gửi đến quý vị hồ sơ các vụ trọng án đã và đang xảy ra với những phương thức gây án khác nhau của từng tên hung thủ, gây ra rất nhiều hệ lụy đau thương cho các nạn nhân, gia đình và xã hội. Có thể hồ sơ vụ án xảy ra đã lâu, nhưng mỗi vụ án ở đó là một bài học cảnh giác cho chúng ta trước những đối tượng coi thường pháp luật cần phải lên án trong đời sống hàng ngày mà Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên muốn truyền tải đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết của vụ án ngày hôm nay. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Bùi Văn Phiên sinh năm 1984, từng là trưởng xóm, chi hội nông dân xóm Trọng Phú, xã Phong Phú, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình. Phiên và vợ là chị Bùi Thị Ngọc Ánh kết hôn năm 2006, có với nhau 2 người con. Quá trình sinh sống, hai vợ chồng được gia đình vợ tạo mọi điều kiện, hỗ trợ để ổn định cuộc sống, xây dựng nhà cửa khang trang. Với uy tín trách nhiệm cộng đồng, Phiên được nhân dân tín nhiệm bầu làm trưởng xóm, chi hội trưởng hội nông dân. Cuộc sống tưởng chừng sẽ đơm hoa kết trái, thế nhưng do áp lực cuộc sống, thiếu tu dưỡng rèn luyện, Bùi Văn Phiên chìm đắm trong ma men, tính khí côn đồ, bất cần. Gia đình nhiều lần khuyên gian Phiên từ bỏ rượu chè để tu trí làm ăn, song không có kết quả. Mỗi lần say rượu, Phiên trở thành con người hoàn toàn khác. Hắn chửi bới, táng vợ, hỗn láo với chính gia đình vợ, những người hết mực ủng hộ giúp đỡ hắn. Thời gian gần đây, khi ông bà Dảy có ý định chia một phần đất cho con gái cả là chị Bùi Thị Tư để làm nhà, Phiên đã nảy sinh mâu thuẫn với gia đình vợ. Hắn phản đối quyết liệt, thậm chí đe dọa sẽ sát hại cả gia đình bên vợ. Tưởng rằng đó chỉ là câu nói bông đùa trong lúc thiếu kiềm chế, thế nhưng câu chuyện sau đó lại là cái kết vô cùng thảm khốc. Khoảng 14 giờ ngày 25 tháng 8 năm 2022, sau khi uống rượu về, Bùi Văn Phiên biết chuyện ông Dảy muốn làm lại phần cống trước cửa nhà để chị Tư thuận lợi hơn trong việc đi lại. Phiên đã gặp ông Dảy để phản đối. Mâu thuẫn giữa hắn và ông Dảy trở nên gay gắt. Lúc này bản tính côn đồ hung hãn bộc lộ. Phiên bất ngờ chạy vào bếp lấy một vật sắc nhọn tấn công chị Tư, khiến chị bị thương rất nặng. Đối tượng như con thú hung hăng, vừa cầm hung khí vừa la hét đe dọa truy sát mọi người. Sau khi phát hiện ông Dảy nằm trên giường phía trong nhà, đối tượng cầm hung khí tấn công liên tiếp. Sau đó Phiên tiếp tục đuổi theo truy sát bà Mai. Mặc dù bà Mai khóc lóc van xin, song đối tượng bộc lộ là sát thủ ra tay tàn độc liên tiếp, khiến bà Mai thiệt mạng ngay tại chỗ. Cậu con trai của hắn ở gần đó cũng bị bố tấn công bị thương ở chân. Lúc này người dân đã có mặt can ngăn, song đối tượng tiếp tục chửi bới thách thức. Sau khi gây án, đối tượng bỏ trốn lên quả đồi phía sau nhà. Ông Dảy cùng chị Tư và người con trai được người dân đưa đi cấp cứu kịp thời nên may mắn qua cơn nguy kịch. Bản Mường Bi những ngày cuối tháng 8 năm 2022 chấn động bởi một sự việc chưa từng có trên địa bàn. Bùi Văn Phiên bị ma sai quỷ khiến đã dùng vật sắc nhọn sát hại cả gia đình nhà vợ. Nhát đòn chí mạng của con rể làm mẹ vợ là bà Bùi Thị Mai, 65 tuổi thiệt mạng tại chỗ. Bố vợ là Bùi Văn Giải, 70 tuổi, chị gái vợ là Bùi Thị Tư và con trai hung thủ bị thương rất nặng, phải đi cấp cứu tại trung tâm y tế huyện Tân Lạc. Điều đáng nói, sự việc đặc biệt nghiêm trọng xuất phát từ mâu thuẫn trong việc gia đình vợ có ý định chia đất cho các con. Sáng 26 tháng 8, xóm Trọng Phú, xã Phong Phú, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình bao trùm bầu không khí tăng tóc. Tiếng kèn đám ma vang ra từ ngôi nhà ngay sát quốc lộ 6 của gia đình ông Bùi Văn Giải. Từng đoàn người cầm trên tay nén hương gửi lời chia buồn tới gia quyến. Trong họ, nỗi lo sợ vẫn tiềm tàng khi kẻ thù ác đang lẩn trốn trên núi. Khoác lên mình bộ trang phục tang lễ, chị Bùi Thị Ngọc Ánh, vợ Phiên, chưa hết bàng hoàng khi gia đình mãi mãi mất đi một thành viên. Kết hôn từ năm 2006, chị Ánh và Phiên có với nhau 2 người con ngoan ngoãn. Gia đình ông Dảy tạo điều kiện hết mức cho con rể khi cho đất, cho nhà để hai vợ chồng an cư lạc nghiệp. Ngập ngừng vài giây, chị Ngọc kể về mâu thuẫn đầu tiên giữa vợ chồng chị. Khi đó, từ những dòng tin nhắn trong điện thoại, chị bắt quả tang chồng có mối quan hệ ngoài luồng. Tình cảm giữa họ từ đó rạn nứt. Phiên dần lạnh nhạt với chị Ánh và bắt đầu ngập trong men rượu. Thời gian gần đây, vợ Phiên cảm nhận sự ích kỷ tham lam nổi lên trong tính cách của chồng. Phiên mâu thuẫn với bố mẹ vợ khi ông Dảy và bà Mai muốn san sẻ một phần mảnh đất của gia đình cho con gái cả, chị Tư, để làm nhà. Những cuộc cãi vã xuất hiện nhiều hơn. Theo chị Ánh, mỗi khi xảy ra mâu thuẫn, Phiên trở thành người chồng say xỉn, hỗn láo, vũ phu. Nhưng chị không ngờ Phiên lại cầm hung khí tấn công cả nhà. 14 giờ ngày 25 tháng 8, cuộc cãi vã lớn giữa Phiên và ông Dảy tái diễn. Cụ ông 70 tuổi muốn làm lại phần cống trước nhà của con gái cả để gia đình chị Tư đi lại dễ dàng hơn. Nhưng con rể không đồng ý, Phiên chửi bố vợ, chửi mẹ vợ bằng những lời lẽ xúc phạm. Điều này khiến vợ chồng ông Dảy và chị Tư không thể giữ được bình tĩnh. Đỉnh điểm của cuộc cãi vã, Phiên chạy vào bếp lấy vật sắc nhọn rồi lao vào tấn công các nạn nhân. Chị Ánh, người duy nhất tránh được hung khí của Bùi Văn Phiên kể, không dám nghĩ đến, không nhớ chính xác anh ấy nói gì, chửi gì lúc đó cả, sợ. Sau khi gây án, Phiên bị một công an viên ở gần nhà và người dân khống chế, nhưng hắn ta chống trả, bỏ chạy lên đồi. Nơi xảy ra vụ án mạng bao quanh là núi rừng, dân cư thưa thớt. Khu vực này không có camera giám sát để dò theo hướng bỏ chạy của Phiên. Sáng 26 tháng 8, xen lẫn dòng người quấn khăn tang là sự xuất hiện của lực lượng cảnh sát. Họ mặc đồ bảo hộ, mang theo vũ khí, dùi cui, chia thành từng nhóm nhỏ truy tìm Phiên. Trong 2 ngày, miền Bắc mưa lớn vì ảnh hưởng của bão. Con đường mòn hướng lên ngọn núi phía sau hiện trường giờ đã ẩm ướt, nhớt nháp bùn đất. Kênh mương nhỏ sau trận mưa lớn kéo dài giờ hóa thành dòng nước chảy xiết ngập đến đùi. Công tác điều tra truy bắt Phiên vì thế mà gặp nhiều khó khăn. Một chiến sĩ cảnh sát cơ động chia sẻ, họ bước đầu đã khoanh vùng được nơi Phiên đang lẩn trốn. Khu vực này xung quanh đều là đồi núi. Xuyên đêm 25 tháng 8, gần 100 người gồm nhiều lực lượng của xã, huyện và tỉnh đã tổ chức truy bắt Phiên, thiết lập những chốt chặn dọc quốc lộ 6. Người dân tại xã Phong Phú nói, họ bàng hoàng về vụ án và có phần lo sợ khi kẻ sát nhân chưa bị bắt. Từ hôm xảy ra vụ việc, người dân hạn chế ra đường, không tụ tập tán chuyện. Nhiều người ở trong nhà khóa chặt các cửa. Hình ảnh nhận dạng của Phiên được Công an tỉnh Hòa Bình gửi đến từng gia đình, đồng thời thông báo truy tìm công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng. Đến ngày 15 tháng 11 năm 2022, một người dân đi rừng phát hiện tại đồi Học Nội thuộc xã Phong Phú, huyện Tân Lạc có một thi hài trong tư thế treo trên cao đang phân hủy mạnh. Tiến hành trưng cầu giám định, cơ quan công an xác định đó chính là thi hài Bùi Văn Phiên, kẻ đã dã man sát hại cả gia đình bên vợ chỉ vì mâu thuẫn trong cuộc sống. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình Hồ sơ vụ án trên kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.